Hello, chào cả nhà. Lan đang ghé shop cá ở này, shop này nằm ở Khô Bợt các bà con, nó là supermarket ở Khô Bợt nha. Shop cá này của người Việt. Bây giờ Lan mua một số cá salmon với cá tuna. Với Lan thấy otter tươi nè, mà nó bữa nay nó mập, nó thấy ngon quá à. Rồi để Lan quay tới nhà đò. Cái này cái con mà giống như con bạch tuộc, cái gì cái dồi nó bự lắm chị em. Cái này mình luộc mình chấm nước mắm gừng cũng ngon lắm nha, 40 đồng một ký. Nhưng bữa nay không ăn nên Lan không có mua nha. Rồi, Lan mới mua hết 92 đồng mấy chục sen đây. Mua 3 miếng cá salmon, với Lan mua 2 miếng cá tuna với một chục otter. Hết 92 đồng. Rồi bây giờ đi xuống nhà ăn gái Lan nha. Xuống dưới mẹ con ăn trưa. Rồi mời cả nhà đi theo Lan nha. Rồi Lan ra tới xe rồi nha bà con. Ở đây lúc nào đi đâu cũng có thằng Milo đi theo Lan hết trơn nè. Nhất là nhà đi xuống nhà ăn gái Lan nó ưa đi xuống chơi nè. Mà bữa nay cái thằng chó dưới, thằng Chapter đi học, không phải đi nhà trẻ rồi. Nãy Lý Anh nó nói với Lan là thằng Chapter thứ tư là để cho đi gửi đi nhà trẻ chơi với mấy con chó khác, cho nó đừng có buồn. Trời đất ơi, chó mà sợ nó buồn nữa. Hello Milo, Milo nè, đừng có sủa anh ta. Milo, bà nội nè, hello nè, bà nói hello bà con nè, dây lại Milo, come on, hello nè, hello bà con nè, đi với bà nội nha. Rồi thôi, đang cúp máy, đang lái xe nha bà con. Tới đường Turak Row rồi nha bà con, tới Turak Row rồi. Rồi, lên tới nhận cái Lan này nha, bây giờ tắt ra đem gì cho nó đây. Lan có làm hũ hoa hầm cho nó lên một hộp, bây giờ nóng, nó đang nóng Lan dở ra nha. Dở ra cho nó nguội, để đây. Thôi để qua bên. Rồi. Còn này mua cá với otter, giờ lấy ra. Chúng Lan cá sống cho bà con, cá sống, cá salmon với otter. Để qua đây. Tờ để qua đây chút xíu, chút xíu mình rửa sơ mình nó chắc nó ra gì đó nha. Rồi đem gừng nhà theo ăn cá sấu, rồi cục pin theo xà, để cái đi. Rồi bông cải chuột ăn cho nó ốm bớt, ăn thịt quà cá nhiều quá ngồi nó hai trái xài. Trời ơi, xách thêm một củ mắm ruốc. Tại con gái Lan nó cũng thích ăn đồ chua giống Lan vậy đó. Trả đây. Cái gì ta gọi thịt gà kho gừng. Cái này là Hoành Thánh Lan làm cái nhân rồi, bây giờ đem xuống đây gói cho mình chiên liền cho nó, không thôi mình luộc liền ăn cho nó ngon nha bà con. Ở nhà làm sẵn xuống đây ăn cũng ngon. Rồi. Đây Hoành Thánh. Rồi. Bưng xuống cho con gái chậu kiển, giờ đem ra xe cho nó. Giờ ở đây nó có cái bàn ngồi chơi đồ ăn uống sao hè nè, bưng cái chậu kiển này để lên đây cho nó đẹp. Cháu ngoại là ốc nè, otter mình cũng phải rửa nó sơ sơ cái mình mới để vô tủ lạnh nha bà con, mình mới ăn đó. Người ta cải cải thì ta cũng có rửa rồi, mình về nhà tốt nhất mình rửa lại đi nha. Đang bắt nước mình rửa lại, mình rửa lại cái mình để vô dĩa, rửa lại cái năng chắc nó vô dĩa. Trời, nãy giờ không quên bắt đèn nữa. Rồi lăn lửa xong rồi, giờ mình để vô tủ lạnh cho nó lạnh chút xíu nữa mình ăn nha bà con. Rồi lăn lấy ra một miếng cá mình rửa mình xắt nha. Cái này chỗ tiệm dì Ngọc hồi nãy lấy da ra dùm Lan rồi nha. Giờ Lan làm cho nó ráo lại cho mình sắt. Sắt mình ăn. Đó. Lan mua tới 3 miếng mà chiều nay cho mẹ cồ đồ ăn nữa. Ấy trời đất ơi, vậy đó hả? Nó nó kêu mình dắt nó đi. Ôi trời ơi, hèn chi, nói chung nó cũng nó đem đồ chơi vô rồi nó để ngay ngay đó,
nó giống như nó sủa, nó kêu mình vậy đó ông, nó làm phiền. Dạ, nó đi quen rồi, sáng chiều nó đi quen rồi, mẹ không dẫn nó luôn. Nó không chịu, nó bực bội. Cho nên phải đi gửi nhà trẻ cho nó đừng có quậy gái lan. Trời ơi, chết rồi. Nó quen rồi, lâu lâu cho nó đi thì cho không cho thôi, nó có xe. Rồi xong. Gì cả, bữa nay cũng đẹp rồi, đi anh đỡ hơn bữa trước rồi. Sắc này coi đẹp hơn bữa hổm rồi bà con. Gừng, chút anh cá xem mình. Cái này thịt lan ốp bạn dòng có qua đó bà con, bây giờ nó dư ra thì lan làm hoành thánh nha, cho nên nó có bún tàu nha. Thì trong này bún tàu, muối, đường, bột ngọt, củ hành đó, rồi ngò đồ lan để vô vậy thôi chứ cũng có gì. Giờ mình gói ăn liền thì nó ngon chị em. Gói trên nhà lan thì đem xuống đây ăn sợ không ngon á đó. Đó nên anh gói tới đâu mình ăn tới đó. Để nó mà. Hello. Hello bà ngoại nè. Hello bà ngoại nè. Anh cười kìa, biết anh cười kìa. Cười á. Cười. Giờ, thằng này nay buồn rồi phải không? Xuống không có thằng nào chơi hết rồi phải không? Mai lộ xuống đây không có chắc tại chơi buồn rồi. Cái này cháu nội đang khô gà gói hay lắm, nhưng mà giữ về đi em. Khô gà nó hết mẹ được rồi. Còn mai lò làm gì, lò ăn tiếp thôi phải không, phải mai lò ăn tiếp bà nội ha. Không có chất tờ buồn mà không ai quậy hết cô ba, không ai quậy quậy với nó rồi. Thằng kia ta đi nhà trẻ rồi. Tại nhà cái em nó nói nhà nó sủa, nó kêu cái em dắt đi chơi, ai không đâu mà dắt nó đi chơi. Bởi vì chó ở đây cũng sướng, nó được gửi nhà trẻ nữa. Nó làm nhanh lắm rồi, bây giờ đem đi luộc nha bà con. Để này đây đây chút nữa ha, làm tiếp nó bụng quá rồi. Giờ đi đó một dĩa rồi 30 cái hai mẹ con ăn đủ rồi. Ủa làm bắt nước sôi rồi nha. Vô mình luộc nha. Hey, is it nice, Kiva? Do you want to try one more? All right, one more. Cái nào mà nó nổi gì lên là được rồi nha bà con, ăn vớt nó ra nha. Vớt nó bỏ ra. Nổi gì là được hết rồi nè. Lan vớt nó bỏ qua cái rổ nha. Bỏ vô thêm nè đó. Tại bỏ vô thì nó nằm ở dưới rồi. Quỳnh Thánh mình luộc mình thấy nó nổi lên là nó đã chín rồi nha bà con. Nó cũng đơn giản vậy thôi, nó nổi lên là nó chín rồi. 5 phút nữa ăn được rồi đó. Rồi. Mời cả nhà nha. Cá xài mình với oyster. Hai mẹ con ăn. Đây. Hoành Thánh làm rồi nè bà con, ngon không? Nhâm nhâm. Rồi Lan mời cả nhà nha. Ăn trưa với hai mẹ con Lan. Ghế nè, để con cái miếng rồi cho nó đi con. Nhiều nhiều đi mẹ ăn mà, mẹ với con ăn không hết đâu. Lấy lại cho nó nhiều nhiều đi. Anh ơi, con mẹ ấm lên. Ấm lên ăn với bà ngoại à. Ấm lên. Ấm lên. Mời cả nhà, mời cả nhà. Rồi một dĩa như 30 cái thì chút nữa ăn bắt nữa. Dạ. Sao? 30 cái. Ừ, ăn hết không? Giờ vô, lấy vô chén một mớ trước đi. Trời kiều bể người ta. Cái này người ta là không ít có bể hơn cái kia nè. Bỏ vô 5 cái trước đi. Wow. Lan mời cả nhà nha. Ồ, Hoành Thánh, Hoành Thánh. Hoành Thánh, Hoành Thánh.
Muốn bỏ nước tương nó bỏ nước vô. Bà ngoại ăn cái này trước cho no cái ha, mấy con đồ sống vô. Nói chung luộc ở đây nó mau lắm bà con, luộc ở đây nhanh lắm. Con mập lắm đi em, ốc tàu mập lụn rồi. Cái mai nó không bận hả? Không thể ăn được không? Sinh nhật á? Mẹ trong tuần á, khó. Khó đi. Cuối tuần đợt 2, chuyện 2 ai cũng đi làm hết rồi. Tại trong tuần thì... Wow, tôi đã bị... Ăn nửa thì mẹ ăn 2-3 con hả? Không, 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 4 con là đủ rồi. 4 con là... Nó con hào cũng ăn ngon, con hào đợt đó mày về cái sạn đó mít khô nó không theo ăn ngon. Nó không có ngọt mà nó không có sao, không có bét gì nữa, nó ăn nó ngon. Đẹp quá mà. Nửa ăn mà ngoại cho ăn nha. Quá ngon, ăn mỗi sờ rồi. Bây giờ ăn thì ăn mày ha. Bây giờ ăn cá đi. Bây giờ lỡ ăn đồ sống mà ăn đồ sống đi. Nè. Bộ loại service món đi. Ăn đồ sống đi. Ăn đồ sống á. Dạ quá. Con không có ăn đồ sống gì nhiều. Chắc nghĩ ăn 10 cục ngon ứng được rồi. 6 cục rồi đó, 8 cục nè. Tám cục bình thánh rồi đó. Nhưng với cái này cũng vừa ăn là khỏi cần để nước tương cũng được rồi. Ok. Ăn cái tim á. Ngon quá. Cũng đợi thôi ta ăn ở tợ á. Ôi, ăn nhiều thôi còn ăn nữa, no quá à. Dạ ăn ốc tàu đi, ốc tàu rồi trời. Mãi coi chỗ gì Ngọc bác mập ngon quá à. Hôm nay Hào ngồi mập mập con mà. Trời ơi. Còn mời cả nhà nha. Bữa nay trường học người ta họp hội gì đó thứ tư nè. Rồi cái người ta họp hội gì đó người ta cho hết trơn trường nghỉ học. Rồi giờ Lan đi xuống nhà ra gái ăn chơi nè. Đó, chăm hết luôn 5-4 con đi. Đang mời cả nhà. Ăn miếng quà gia bì vô. Để miếng bò quà gia bì vô nha. Rồi nó ngon ngon và con nó cay cay. Rồi mời bạn, mời cả nhà. Ít chanh quá nè. Người 4 con là nói chung ăn nhiều cũng nói cho 4 con nè bà con. Ăn cái này phải uống rượu sao rồi nó đỡ ngán chứ. Ăn không gì thôi. Thôi uống coca hồi nó tiêu nữa, ta còn hai cái xài ta để cho mày nữa kìa. Rồi giờ dây qua tới cá sao mình nha bà con, mời cả nhà.
Có, trời ơi, cái miếng bụng cá này ngon lắm nè con ơi nè. Chấm miếng rồi cho bì vô. Cặp chung với miếng gừng. Mời cả nhà. Ngon quá. Mấy miếng mà béo lắm nè, ngay bụng cá nè. Có cái hộp nhỏ nhỏ không? Hồi mẹ dít mắm guốc để lại. Con còn cái mắm guốc bữa đó mẹ cho. Dạ, còn nữa hả? Dạ, chữ mời con để vô tủ lạnh. Chắc không hư đâu. Đâu hư lắm. Không, không có rồi. Có rồi, không sao. Lấy thêm mong, lấy thêm, mình múc thêm vô đó. Không, không. Thôi ăn cái này còn không ăn xài cho lý hình để xài cho con chừng nào có ăn con ăn đi. Cái gì? Xoài á. Dạ. Để tủ lạnh đó, nó không có bị mà mềm. Chừng nào con có ăn con bằm cái mày ăn chung với cá kho cũng ngon nữa Liên. Dạ. Ừ. Lý em thích ăn đồ Việt lắm nha bà con. Thằng Michael thì không có thích ăn nhiều. Nó không có thích ăn cá, ăn đồ. Lý em thì ăn giống hệt như làng với anh Liêm nha. Ra mắm rồi lại kêu phá. Thôi rồi. Nói nghỉ rồi đó. Ngồi mẹ uống trà. Có trà gì vậy? Trà xanh, trà đậu, trà bắp á. Trà bắp á, ừ, nó ngồi mẹ uống trà bắp. Trà bắp mà của rồi. Rồi thôi con ăn đi nha. Rồi thôi, hết một ngày của làng rồi đó bà con. Ngưng, tạm ngưng, ăn nữa là mập. Còn ăn được nữa nha, mà tại không ăn nha. Nè mùa nó cười kìa. Lại bà ngoại ẩm cái này. Đây bà ngoại ẩm nha. Hả? Bà ngoại ẩm chút xíu đi. Ồ chưa mất à. Đừng thành anh nha, mà lột. Mấy bộ quá, mấy bộ trời ẩm em hả? Chạy lời kìa về đi em. Ừ. Cái thằng đó mà ai ẩm vậy? Ai ẩm vậy? Lên đây ngồi nè. Cái ông Thành Anh, lên đây. Lên đây nè, ngồi đi. Cần ăn gì không? Mập lên đây nãy nãy chết rồi, nó nhảy hết nổi rồi đi em, mà bợ nó chưa lên nó nhảy hết nổi rồi. Ôi em, nó nhảy lên giường mẹ cũng không nổi, nó kêu tao kêu ba mày kiếm cái gì cho nó bóp lên. Trời ơi chết rồi, cho nhỏ ăn đi nhỏ mập. Chết rồi, còn là con mập gì đó. Ngồi đi, ngồi đó đi, ngồi đó, ngồi bà nội cho ăn bánh thánh. Ok, ăn bánh thánh nè. Giờ muốn cái gì ạ? Ừ, tổ bà ngoại à, sao bà ngoại cho anh ăn bình thánh non vậy? Sao con không được ăn gì bà ngoại? Hả? Sao con không được ăn bình thánh gì hả? Hả? Thì nào biết ăn đi, bà ngoại làm cho ăn nha. Nha. Ôi đồ ơi, ông nó dòm mà dòm ôi, ông nó dòm mà. Cái anh nó ganh tị với bà ngoại, ông nó đang ganh tị đó, đang dòm với con làm con mẹ gì đây? Cái anh này đang ganh tị đó bà mại. Thôi đi. Hả hai đi. Còn mày xây mấy gì hôm nay mới vừa vậy? Xây 3 số 0 hay gì vậy? 3 chế 6 là 2 chế 0. 2 số 0 hả? Ừ. 3 chế 6 chát. Cười cười. Cười. Lý em cho bà lại cúp máy rồi mẹ. Mẹ mày cho cái là anh này ăn cái kia. Cho thằng cháu này ăn cái. Lan tạm ngưng ở đây nha, ở chơi với cháu ngoại rồi, chút xíu nữa mình đi về. Lan ở chơi tới 2 giờ rưỡi rồi, bây giờ đi về bà con ơi, để đi về trễ nó kẹt xe. Giờ mấy đứa nít mà tan học nó kẹt xe dữ lắm. Nên bây giờ chạy trước về nha. Mai Lộ ơi. Mai Lộ à. Nó cũng gạt cái ghế bé Bi, nó ngồi trên đó bà con. Nó ngồi trên cái ghế bé Bi á. Rồi hai mẹ con đi về. Hai bà cháu chứ quên nó, hai mẹ con. Trời đất ơi, cháu nội, cháu nội. Thằng Mai Lồ là cháu nội nha. Mai Lồ là con của thằng Michael á bà con. Đặt tên cả chẹo chẹo nhầm khi Michael nhầm khi Mai Lồ. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi phim của gia đình Lan nha. Lan cảm ơn rất nhiều. Lan mến chúc bà con, cô bác, anh chị em và các cháu một ngày mới an lành. Lan xin chào cả nhà, bye bye bà con.
Hẹn lại clip sau. Bye bye. Xin chào cả nhà. Bye bye.